mắm tôm là thứ chưa ăn thì ai cũng chê hôi, nhưng một khi ăn được rồi hả là dứt không nổi. Tôi được biết quán bún đậu này lấy nguyên liệu trực tiếp từ Hà Nội để giữ được trọn hương vị nè. Giá thì dao động từ 30-50k cho một mẹt đặc biệt. Ngoài ra cũng còn khá là nhiều những cái món hấp dẫn mà tôi chưa được thử bao giờ, nên để có một cái Tết mãi mận cùng thanh xuân thì tôi phải gọi hết. Đầu tiên là cái mẹt bún đậu đặc biệt giá 150k. Mà để kể nghe nè, tôi có một thằng bạn mà hễ nó dắt bồ nó đi ăn bún đậu mắm tôm là về tự khắc chia tay. Nó kêu đó là lời nguyền của nó. Mà kệ nó chứ, chén mắm tôm mà đánh không sủi bọt thì không phải là một cái chén mắm tôm ngon. Túm gọn lại là chấm mọi thứ với mắm tôm thì cái độ ngon nó sẽ nhân 2, nhân 3. Nhưng phải công nhận là đồ ăn tươi ngon thiệt sự á. Lòng dồi không hề bị mùi đâu nha. Có cả cà pháo giòn giòn vui miệng nhưng có hơi đắng một xíu. Còn đây là cái món đỉnh cao của lòng tôi, ốc nhồi giá 45k. Ốc tươi giòn kết hợp cùng thịt nạc xay. Trời ơi, nó dính gì đâu luôn á, mình tôi ăn 3 con. Tôi như được đặt chân đến Hà Nội lần nữa với món bún chả thơm lừng mà giá có 45k thôi. Có 3 miếng chả và siêu nhiều thịt nướng luôn nha. Còn xôi khúc đối với